Mến chào quý cô chú và anh chị à, hôm nay chị có về một lô đồ đồng nha. Đó, đồ đồng xưa thôi. Đó, với đèn Pháp xưa, với gốm Tàu và gốm Nam Bộ để giao lưu với cô chú anh chị mình nha. Đó, đây là mã số đầu tiên, mã số 1B. Đó là một cặp bình đồng. Đó, một cặp bình đồng. Này là đồng chỉ có xưa thôi nha, khoảng cả 30 năm trở lại đây thôi. Đó, đồ đồng xưa 30 năm trở lại. Chiều cao lên là 2 tấc 2. Đường kính miệng bình là 7 phân. Bụng bình á là nó 32. Đây, cặp bình này là mã đáo thành công. Đó, đây của chú chị mình xem giùm em nha. Cặp bình mã đáo thành công. Đó, đồ nguyên si lành lặn 99%. Đó, đây là mã đáo thành công đắp nổi nha, rất là đẹp. Đó, mã số 1B đầu tiên. Đó, đây của chú chị mình xem giùm em một vòng nha. Đó, một cái đó em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, tức là 1.600.000 có 1.500.000. Một cái là 1.500.000, đó, một cặp á thì là 3 triệu. Đó. Một cặp là 3 triệu nha. Đây đây cân cái, quên nữa. Đó, đây em cân thử một cái cho cô chú anh chị mình xem nha. Đó, mã số 1B. Một cái là 1.500.000 nha. Đó, 1.600.000 em tính 1.500.000 thôi. 1.500.000 một cái. Đó. Một cặp của nó là 3 triệu bao phí ship toàn quốc nha. Đây tới mã số 2B. Đó chính là một cặp sông Trầm. Đó, em chỉ có 2 cái thôi nha. Còn 2 cái thôi em mới siêu tầm được 2 cái. Đó, sông Trầm này cũng là bằng đồng luôn. 800 gram, nó 900 gram một cái đó. Gần 1 kg thôi, 900 gram thôi. Đó, đây để em quay một vòng em sẽ báo thông số cho cô chú anh chị mình liền biết nha. Một cái thì Tỳ Hưu, còn một cái là Phật Di Lạc, mã số 2B. Chiều cao lên là 1 tấc 7. Đó, đây đầu sông Trầm bên đây qua bên đây là 1 tấc 9. Đó, đây đó cô chú chị mình xem cái lồng trong giùm em nha, rất là đẹp. Đó, đây đồng là nguyên si. Đó, đường kính miệng của nó luôn á là 9 phân. Cô chú chị mình xem giùm em cái lồng trong nha. Đó, đây đây đế dưới đây. Đó, cô chú anh chị mình có chọn cái nào thì cứ mình cứ nói với em nha. Một cái là Tỳ Hưu, còn một cái là Phật Di Lạc, có giá là 1.100.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook. Em tên Triệu, ở tại khu vực Quang, phường Thới Hòa, quận Ngũ Môn, thành phố Cần Thơ. Mã số 3B là một cái sông Trầm con chuột. Đó, đây hoa văn đắp nổi rất là đẹp nha. Nguyên si đồng, nguyên si 100%. Không có mà xi măng chỗ nào hết. Đó, trọng lượng nặng là 1.6 kg. Chiều cao lên là 2 tấc rưỡi, tính luôn cái đế dưới luôn nha. Bề ngang của nó luôn là 2 tấc. Đó, đây sông Trầm. Đó, đồ này thì em bao tầm khoảng cỡ 50 năm trở lại. Đó, đây của chú chị mình xem cái đế giùm em nha, rất là đẹp luôn. Đó, về mà đánh bóng là một cái là nó sáng hới, rất là đẹp luôn nha cô chú chị mình ha. Đó, đồng nguyên si. Đó, không có mờ miếng xi măng nào hết trơn luôn, hoặc là tì vết luôn nha. Em bao chất liệu bằng đồng. Đó, đây mã số 16B. Em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 2.500.000. 2.500.000 em bao ship toàn quốc luôn nha. 2.500.000 em bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, đây. Tới mã số 4. Đó. Mã số 4 tức là một cái sông Trầm luôn. Sông Trầm con voi. Đó, con voi cổng tháp nha. Đây, con voi cổng cái tháp, sông Trầm con voi, để em đo chiều cao luôn, mã số 4. Chiều cao lên là 2 tấc 7. Từ cái đuôi cho đến cái dòi con voi luôn là 2 tấc 4. Đó. Bề ngang cái mình con voi là 1 tấc. Đó. Trọng lượng nặng là 1.1 kg. Đây rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đây cái này là cái nắp trên sông Trầm nha. Đó. Cô chú anh chị mình mua một cái em vẫn bán một cái, mua một cặp em vẫn bán một cặp nha. Đó. Sông Trầm con voi, tuổi đời tầm chừng 50 năm trở lại đây, em bao tôi chú chị mình luôn.
Đây rất là đẹp. Đồ nguyên si là lặn bằng đồng nha, em bao bằng đồng nha. Không bị sức mẻ đắp giá cho nào hết. Nếu mà về của chú chị mình kiểm tra sức mẻ đắp giá bị bể chỗ nào thì cứ hoàn trả lại cho em, không mất 1.000 phí ship của quý cô chú anh chị mình luôn. Đó, một cái là 1.500.000, một cái là 1.500.000 bao phí ship toàn quát cho quý anh chị mình luôn nha. Đó, đây mã số 5B, một cái bằng là, một cái bằng ngũi con gà, gà đồng cán đồng, đó, Việt Nam xưa, trọng lượng nặng là 2,2 kg. Đó, chiều dài bằng ngũi là 2 tấc 1, chiều cao lên là 2 tấc, gà đồng cán đồng, hàng nguyên si là lặn 99%, vẫn xài được bằng đồng, con gà bằng đồng, cán bằng đồng luôn. Đó, đây của chú chị mình xem giùm em nha. Đó, đây bằng ngũi con gà, trọng lượng nặng là 2,2 kg. Đó, đây cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 1.300.000, 1.300.000 bao ship toàn quát cho chú chị mình luôn nha. Cái này cứ để đỡ lên trên đây đi. Đó, tại cái này nó nặng. Đây tới mã số 6B, đó là bằng ngũi con gà đồng cán đồng, hai bên hông nó có hai con rồng nha, con rồng này là đắp nổi luôn nha. Đó, cái này là của Pháp xưa. Đây đó, đồ này thì em bao cho quý anh chị mình luôn á là 50 năm. Đó, đây nó đóng ở trong đây, nó có đóng luôn nha, có gì em hỗ trợ chụp hình thêm cho quý anh chị mình nha. Đó, lòng trong là còn nguyên si là lặn luôn, rất là nặng. Đó, cái đế dưới của chú anh chị mình xem giùm em. Đó, quay cho một vòng cho quý anh chị mình đều tham khảo đều biết nha, rất là đẹp. Đó, cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 4.600.000. Đây cân thử coi. Đó, cân nặng của nó luôn là nguyên cái luôn, tính luôn cái đế luôn là 7 kg. Đó, 4.600.000 bao phí ship toàn quát luôn. Số điện thoại của em là 0939 0939 806464, đó là số Zalo và Facebook em tên Triệu ở tại khu vực Quang, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Mã số 7B là một cái bếp dầu 100, cho nên nó có đóng logo nha, có gì em hỗ trợ chụp hình thêm cho quý cô chú anh chị mình. Chiều cao lên là 2 tấc, bầu này là 500 cb. Đó, bếp dầu bằng đồng xưa, bề ngang là 1 tấc 9. Đó, bếp này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 1.500.000, hàng nguyên si nha, em bao nguyên si là lặn, 1.500.000 bao phí ship toàn quát luôn. Đây tới mã số 8B, một cái khay trà. Đó, đây đây một cái khay trà, cây này thì bằng gõ nha, gõ đỏ mình đó, gõ mật á, nó kêu bằng gõ mật ở ngoài, ngoài dùng ngoài kêu bằng gõ gụ, còn miền Tây mình là kêu bằng gõ mật. Cái khay trà còn nguyên si là lặn 99%. Đó, mã số 8B. Đây em quay một vòng em sẽ báo thông số luôn. Đường kính chiều vô của nó luôn là 2 tấc, chiều dài của nó luôn là 3 tấc rưỡi, chiều cao lên là 1 tấc 1. Đó, mã số 8B khay trà rất là đẹp luôn nha. Đó, quý cô chú anh chị mình xem giùm em, có giá là 2.700.000, 2.700.000 em bao phí ship toàn quát cho quý anh chị mình luôn nha. Số điện thoại của em là 0939 806464, đó là số Zalo và Facebook. Mã số 9B đó chính là một chục dĩa con gà mới siêu tầm được nha, đường kính dĩa là 2 tấc. Đó, đây hàng lành tích cũng được 90%, đồ Nam Bộ xưa. Đó, tuổi đời trên 50 năm, em bao cho quý anh chị mình luôn, trên 50 năm. Đó, 10 cái hàng lành tích cũng khá là cao, hoa văn vẽ tay. Đó, 10 cái em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 500.000, em bao ship toàn quát cho quý anh chị mình luôn nha, bao phí ship luôn. Đó, đây của quý anh chị mình xem giùm em nha. Đó, số điện thoại của em là 0939 806464, đó là số Zalo và Facebook luôn. Đây tới em có 10 cái gì, cái chén, chén này là chén tàu xưa, của chú chị mình đã nhìn thì đã biết rồi, chén tàu xưa. Đây ở đây nó có đóng cái mộc nha. Đó, tuổi đời em bao cho chú chị mình luôn là 30 năm trở lên, nếu mà dưới 30 năm trả lại cho em, không mất 1.000 phí ship, chén tàu xưa. Đó, chỉ tuổi đời nó chỉ 30 năm thôi nha, nó cũng có hơi bị mẻ lâm nhâm tí xíu như gì này nha cô chú chị mình ha, quý cô chú chị mình xem giùm em, nếu mà có thắc mắc thì em sẽ chụp hình hỗ trợ thêm. 10 cái, đó, tàu xưa rất là đẹp.
Đó, mã số 10B. Đó, đây. Nói chung là đồ tàu xưa. Đủ loại hết luôn. Đó, đây. Đó, chỉ mẻ 55 trên miệng thôi, còn bao nhiêu là lành tích 99%. Đó, đây. Chén này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, 10 cái là 1 triệu bao phí ship toàn quốc luôn nha. 10 cái là 1 triệu bao phí ship toàn quốc luôn. Chén vẫn xài được. Đó. Có gì em hỗ trợ chụp hình thêm nếu mà cô chú anh chị mình có thắc mắc điều chi nha. Đó, nhìn mình chi tiết không rõ tại vì em quay ở nhà nó cũng không có rõ hung. Đây, tới mã số 11B, một cặp tôm. Bề ngang con tôm là 1 tấc 6, chiều dài là 3 tấc. Đó, một con càng xanh, một con càng vàng nha, rất là đẹp luôn, một cặp. Kích cỡ thì bằng nhau. Tôm treo tường. Đó, gốm biên hòa xưa. Đó, đây, tuổi đời cũng tầm 30 năm trở lên, em bao cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, hàng nguyên si là lặn 99%. Cặp này em giao lưu cho cô chú anh chị mình luôn, có giá 700.000 bao ship toàn quốc luôn nha. Số điện thoại của em là 0939 80 6464 là số Zalo và Facebook. Đây, tới em có đèn dầu Pháp xưa. Đó, đèn này tuổi đời em bao cho cô chú anh chị mình luôn từ giá là 50 năm trở lên. Đó, hôm qua cảm ơn mấy ông anh đã ủng hộ cho em được đã hết lô 15 cái. Giờ em còn 9 cái này nữa. Chiều cao lên là 56. Đường kính bầu là 1 tấc 6, bầu màu vàng. Đó, màu vàng da gắn rất là đẹp luôn nha. Đó. Đèn nguyên si là lặn 99%, em bao cho cô chú chị mình luôn nha. Chân này là chân Atimon. Đó, đồ Atimon thì nó rất là già đồ. Đó, hồng là hồng đồng. Đó, bên đây thì nó gãy một cái chấu hồng nè. Cô chú chị mình xem giùm em nha, có gì em quay rõ chi tiết bên đây cũng gãy cái chấu. Ống khói thì còn logo nhưng mà nó đã mờ theo năm tháng rồi. Đó, tim thì vẫn còn xài tốt bình thường. Bầu vàng ngà rất là đẹp, mã số 12B. Cô chú anh chị mình có chốt thì cứ liên hệ với em nha. Đó. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 3.3 triệu, bao phí ship toàn quốc luôn nha. 3.300.000. Mã số 13B. Đó, chính là một cái cũng là Việt Nam xưa, cũng là đèn Pháp xưa luôn, màu vàng ngà. Chiều cao lên là 57. Đường kính bầu là 1 tấc 4. Đó. Cái này hơi nếu em thay cái họng cho cô chú chị mình được nha, họng đồng em thay được. Đó, tại vì em còn dư là 1-2 cái họng đồng để còn thay là họng cho cô chú chị mình luôn. Đó, họng này là họng nhôm nè. Đó. Họng nhôm. Có gì em thay cho cô chú chị mình được. Ống khói là còn logo của nó luôn nha, nhưng mà nó hơi mờ, có gì em hỗ trợ chụp hình thêm cho cô chú chị mình. Đó, tim là tim ghim luôn. Bầu là em bao cho cô chú chị mình luôn nha. Đó. Mã số 13. Có giá là 3.200.000, bao ship toàn quốc cho quý vị mình luôn nha. Số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook. Số điện thoại của em là 0898 nha, 997764, đó là số phụ. Mã số 14B. Đó, một cái đèn dầu Pháp xưa, pha lê trắng. Chiều cao lên là 58. Đường kính bầu là 1 tấc 7. Đó, móng tay rất là đẹp luôn nha. Đó, màu khía móng tay. Đó, bầu trắng. Đó, pha lê trắng rất là đẹp luôn. Chân là chân Atimon, họng là họng đồng. Đó, tim là vẫn còn xài được, dặn lên dặn xuống là bình thường. Đó, đây. Đó, ống khói này là ống khói ghiên của nó nha cô chú anh chị mình ha. Nhưng mà tại vì theo năm tháng nó mắc logo thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà em bao đồ là chuẩn đồ Pháp xưa. Đó, bao đồ nguyên si là lặng, mã số 14B. Em giao lưu cho cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 3.200.000, bao ship toàn quốc luôn. Mã số 15B. Đó, đây, cũng là đèn dầu Pháp xưa luôn. Chiều cao lên là 50. Đường kính bầu là 1 tấc 4. Đó, bầu ngà, chưa chà rửa lại luôn nha, rất là đẹp. Tại vì cái này em mua một lô này của nhà siêu tầm của người ta đó, siêu tầm mười mấy 20 năm rồi. Đó, giao lưu với em được đâu cũng khoảng tầm 30 cây. Đó, người ta sưu tầm rất là lâu. Đó, nhờ mùa dịch này cái người ta bán lại, chia lại cho em để em giao lưu lại cho bà con nha. Đó, mã số 15B. Có giá là 3.2 triệu, bao ship toàn quốc luôn nha. Đó. Chứ nếu mà đồ này thì giờ trên thị trường nó cũng đã hơi bị hiếm rồi nha cô chú chị mình ha. Nó đã hơi hiếm rồi. Đó, đây, mã số 15B, màu vàng ngà. Đó, đây, chiều cao lên
chiều cao lên là 54, đường kính bầu là 1 tấc rưỡi, đường kính bầu là 1 tấc rưỡi, bầu nguyên si là lặn 99% nha, màu vàng, chân là chân đồng, đá đỏ, đó họng là họng đồng luôn, đó vẫn tiêm vẫn xài tốt bình thường, đó ống khói là bút mực đàng hoàng rất đẹp nha cô chú chị mình ha. À, đây em quay một vòng sơ báo thông số cho quý chị mình đàng hoàng rồi đấy ha. Có giá là 3.300.000 bao ship toàn quốc cho quý chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0939806464, đó là số Zalo và Facebook. Em tên Triệu ở tại khu vực Hoàng, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Mã số 17B. Chiều cao lên là 50. Đường kính bầu là 1 tấc rưỡi. Đó, mã số 17B. Chân là Atimon. Đó, đây họng là họng đồng, ống khói là ống khói green của nó luôn, nhưng mà logo thì nó đã phai mờ theo năm tháng nha. Đó, đây mã số 17B, em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 3.200.000 bao ship toàn quốc luôn nha. Đó, đây có cây này rất là đẹp luôn, mã màu xanh lá cây. Đó, đồ là đồ green 99% nha, em bao cho chú anh chị mình nha. Chiều cao lên là 57, đường kính bầu là 1 tấc 6. Mã số 18B. Đó, chân là chân đồng. Đó, dưới này là đá cẩm thạch xanh. Đó, theo năm tháng nó phai mờ đi cục đá nha. Nhưng mà mình đánh bóng mình chùi lại nó rất là đẹp. Đó, bầu là bầu xanh. Ống khói thì đã mất logo, tại vì lý do theo năm tháng thì nó sẽ mờ, phai mờ đi theo năm tháng nha. Tim là vẫn còn xài tốt, bầu là ghiên nguyên si, không bị nứt mẻ bể chỗ nào hết. Mã số 18, em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 4 triệu. Bao phí ship toàn quốc luôn. Đây mã số 19. Đó, bầu trắng nha. Đó, tại cái chân này nó hơi nghiêng nha cô chú chị mình ha. Đó, đây. Chiều cao lên là 50. Đường kính bầu là 1 tấc rưỡi. Mã số 19B. Đó, bầu này thì em báo cho cô chú chị mình đều biết, chân là chân đồng, họng là họng đồng, ống khói thì không có logo nhưng mà vẫn ghiên của nó, tim là vẫn ghiên. Nhưng mà nó bị nứt chỗ này. Đó, đây một đường nước từ đây xuống đây là khoảng 2 phân. Từ đây qua đây là khoảng cỡ 2 phân. Đó, có gì em hỗ trợ chụp hình thêm cho cô chú anh chị mình nha. Đó. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 2 triệu nhưng mà em bao xài nha. Bao đổ dầu vô xài bình thường nha, 2 triệu bao phí ship toàn quốc luôn, mã số 19. Mã số 20. Đó, một bầu trắng hoa văn vẽ tay rất là đẹp. Chiều cao 52. Đường kính bầu là 1 tấc rưỡi. Mã số 20. Chân là chân đồng, họng là họng đồng, ống khói là ghim, chưa chùi luôn, còn bụi bặm dính rất là nhiều. Đó, tại vì đồ này em sưu tầm ổng chia lại cho em được 30 cây. Đó, đây để em giao lưu với cô chú anh chị mình mùa dịch này nha. Đó, đây cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 3.200.000 bao phí ship toàn quốc cho chú anh chị mình luôn nha. Số điện thoại của em là 0939806464, đó là số Zalo và Facebook. Em tên Triệu, qua tại khu vực Quang, phường Thới Hòa, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Đó, số phụ của em là 0898997764, đó là số Zalo và Facebook. Những món đồ em báo trên clip cho cô chú anh chị mình thì cô chú anh chị mình về kiểm tra đúng hàng, đúng đồ thì nhận, còn không đúng hàng, đúng đồ thì không nhận. Đó, hoàn toàn em mà không mất 1.000 của cô chú anh chị mình luôn nha. Cô chú chị mình cứ an tâm. Chiều cao lên 42. Đường kính miệng là 2 tấc 1. Em còn 2 cặp nha. Đó, hoành bụng là 39. Đó, cặp ché tàu xưa. Đó, cặp ché tàu xưa nha. Đây, cặp bình tàu xưa, con gà, rất là đẹp luôn. Đó, đồ nguyên si là lặn 99%. Đồ nguyên si là lặn 99% nha. Cặp này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Đó, đây, báo âm thanh nhẹ nhẹ luôn. Cặp này em giao lưu là 3 triệu bao phí ship toàn quốc luôn, thu hồi giá vốn lại luôn nha. Còn có 2 cặp thôi. Đây, tới cặp mã số 22, một cặp ché tàu xưa. Đó, chiều cao lên là 58, đường kính miệng là 2 tấc 2. Đây, bụng bình là 113. Đó, nói chung là ché là em bao đồ nguyên, ché là em bao nguyên si nha. Còn cái nắp bên đây là cái nắp nguyên,
Còn cái nắp bên đây thì nào nói ngay là nó có vận chuyển nó bị nứt bể, em tái chế keo lại. Đó, có sao là em nói như vậy nha. Cô chú anh chị mình xem giùm em. Đó. Cặp này em thu hồi giá vốn rồi luôn, có giá là 4 triệu bao phí ship toàn quốc cho quý chị mình luôn nha. Mã số 22B. Thanh chị xin trân trọng cảm ơn các quý chị mình trong thời gian qua đã ủng hộ clip LTK Bonsai. Thanh chị xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.